xoay một vòng xong cầm hất xuống. Ok. Trình diễn trang phục bikini. Và trang phục bikini này thì nó sẽ là một cái trang phục mà gần như trong tất cả cuộc thi thì các bạn sẽ đều trình diễn trang phục này. Người ta hiểu đúng nhá, là diễn một cách nhiều năng lượng và quyến rũ lên là đúng. Nhưng mà người ta cứ nghĩ là quyến rũ là phải vuốt. Chị thì không nghĩ quyến rũ là vuốt như thế. Cũng giống như việc mà khi mà mình diễn mặt của chúng mình ấy, mình vuốt vuốt nhưng mặt chúng mình kiểu vô cảm này, trông sẽ rất là buồn cười. Vậy nên là với cái phần trang phục này thì với cái bộ trang phục rất đơn giản này, em sẽ thấy ở các cuộc thi đều có những bộ trang phục đơn giản này để tôn lên body của thí sinh. Thì nó sẽ, chị sẽ có 3 yêu cầu đối với em. Đầu tiên, đây là biểu cảm mặt. Thì biểu cảm mặt sẽ diễn mắt và môi, thì chị sẽ yêu cầu mắt của em sẽ nhìn sâu vào trong. Ba hai mở ra, đúng rồi, nhìn sâu. Cảm giác phải nhìn sâu, nhìn xuyên qua thì cái đồng tử của mình nó mới đẹp. Chứ mình không nhìn hờ hững này, xong mắt em sẽ bị buồn ngủ. Nhưng khi nhìn sâu thì nó sẽ hút, thấy không? Em thấy ok, rất ok, giống như kiểu em chụp beauty ấy. Yêu cầu số 2 là môi. Thì với nếu em diễn ở trên sàn catwalk của các chương trình trình diễn của người mẫu, thì em hãy giúp chị cho chị một cái biểu cảm mặt lạnh của bikini nha. Đó, như thế rất là đẹp, rất là hút. Đẹp đó, chị rất là thích gương mặt đó. Nhưng nếu em tham gia cuộc thi thì chị sẽ mong muốn là đoạn đầu khi em đi ra thì nó hút. Nhưng có những đoạn mà em thể hiện kỹ năng thì em hãy cười đó chị. Vì em biết đó, một cuộc thi thì nó sẽ, nếu em gây được thiện cảm với cả giám khảo, với cả tất cả khán giả, thì nó sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn đối với em. Thì chị sẽ mong muốn là em sẽ thêm một số cái phần cười nhá. Rồi, phần cười thì ngày hôm nay chúng mình sẽ có một phần nhỏ thôi, đấy chúng mình sẽ luyện cười. Và khi mà em thả lỏng môi này, mắt nhìn sâu, mắt 3, 1 nhìn sâu, khuôn miệng cười của chúng mình sẽ như sau này. Em có thể về em nghe những cái bài nhạc mà em thích, hoặc là không nhạc cũng được, tùy em. Em bật nhạc lên và em thấy rất là thoải mái, một cái bài rất là vui vẻ, thì sau em sẽ luyện cười trong gương. Ví dụ mỉm, thả lỏng này, mỉm, mỉm chưa, cười tươi, hở răng. Em có thấy là khi mà mình không có nhạc hay là chị yêu cầu em làm thì nó sẽ hơi gượng, vừa rồi là chị chưa thấy đẹp. Nhưng khi mà em có nhạc vào em sẽ vui vẻ, giống như em cười với chị bình thường, em lên lớp em cười với chị đấy, như thế này, rạng rỡ, thấy khác không, trông rất là xinh. Vậy nên bây giờ cái mà chị yêu cầu em luyện tập đấy là em về em bật nhạc để cho cái em thoải mái ra. Nhưng em sẽ phải luyện đủ các cấp độ là thả lỏng, mỉm và cười thật tươi, hở răng, không hở hàm răng dưới này, hở đủ 8 chiếc răng này đó, và ánh mắt phải thả lỏng này. Ok, ok, em sẽ luyện hai bài, một là luyện bài E, xong sau đó là bật nhạc, sau luyện này thả lỏng này, mỉm này, E này, thế sẽ thấy cái miệng mình cười sẽ một cái là sẽ rạng rỡ lên luôn. Đấy, nhớ nhá, và không bao giờ có chuyện là há, cười há, xong rồi khép lại. Không, đó là phải thả lỏng khuôn miệng ngay từ đầu. Tươi là tươi ngay chứ không phải há xong khép, rất nhiều bạn bị như thế. Lên sân khấu như thế nó sẽ không đẹp. E tươi luôn, đúng rồi, không cần đừng khá nhiều quá, hết khép lại một xíu thôi. Ở tươi lên, ok, đẹp. Em biết rằng là bikini nó sẽ khiến cho tôn lên tất cả cái đường nét trên hình thể của em. Nhưng và đặc biệt là cái phần hông, khi em bước đi cái phần hông của em mạnh thì nó sẽ khiến cái mũi chân em dài hơn, khiến cho tóc của em bay rất là đẹp và cũng khiến cho nhìn em nhiều năng lượng hơn. Thì bây giờ em sẽ giúp chị 3 bài tập hông để cho cái phần thứ hai, phần đi của chúng mình thật là đẹp nhá. Đấy là bài tập đầu tiên là một cái bài tập rất là dễ dàng. Thì chúng mình sẽ mở vai thẳng lưng cho chị này. Đúng rồi, mở vai thẳng lưng rồi chống tay vào eo cho chị này. Rồi 3, 2, 1, chúng mình sẽ 3, 2, 1 này, bước chân lên này, bước chân này, đánh hông này, chân trước che chân sau này, chân trước che chân sau trong gương này, mở mũi chân này, đánh hông nữa lên Minh Anh rồi, nhìn này, eo ở đây mà hông, đúng rồi, hai vai cân bằng ở trong gương này, cái chân đằng sau hơi bị xoắn em ạ, đúng rồi, vươn với người em, như thế, chính xác, nữa, hông ra nữa, rồi, hai, thu về, ba, đổi bên, đánh hông. Em sẽ thấy là người em nó sẽ khá là bị vặn, xong đi nó khó, nhưng mà tí nữa em sẽ thấy bước của em nó mạnh hơn hả. Rồi 4, thu về. Rồi bài tập số 2 của chúng mình sẽ là một bài tập với gậy. Em sẽ có thể dùng một cái chiếc gậy nhỏ để đằng sau lưng này, hai tay đặt đằng trước và chống tay vào eo cho chị này, chống tay vào eo cho chị này. Rồi mở vai này, chúng mình sẽ giúp chị nhá. Khi mà chúng mình có cái chiếc gậy như này này thì chúng mình sẽ đánh hông này và yêu cầu này, vai và gậy nó sẽ song song với nhau, chứ nó không phải thế này. Rất nhiều bạn tại sao phải có gậy,
vì để cái gậy nó cân bằng vai, bài này bài siêu dễ để giải phóng hông, ai cũng có thể tập được. Có thể dùng gậy hoặc không dùng gậy, nhưng với chị thì có gậy em sẽ dễ nhìn là vai và gậy em song song chưa, hay có bị sẹo xéo như này không thì em sẽ thấy rất là rõ nhá. Rồi hai chân mở rộng bằng vai cho chị. Đúng rồi, 3, 2, 1, đánh hông sang bên trái. Em thấy không, em sẽ thấy là cái phần duy nhất mình sử dụng đó là phần hông, và cái phần cơ hoành của chúng mình rất là căng. Cái phần cơ hoành hai bên này em sẽ thấy rất là căng. Vai giữ nguyên mà, cái gậy giữ nguyên mà. Rồi hai đổi bên mạnh lên, và em cảm giác là hất cái hông của em lên. Vai em giữ nguyên. Thấy không, đúng rồi đấy, rất cân rồi đấy. 3. Bài này bài giải phóng hông đơn giản nhất nhưng cũng rất là hiệu quả. 4. Mạnh. Chị yêu cầu này, Minh Anh sẽ nhìn chị nhá. Em cứ đứng thẳng đi, nhìn chị này. Chị sẽ yêu cầu này, hông nó không phải đánh một vòng tròn ra sau này, không. Đó là hất, hất ngang này. 1. 2. Hất ngang chứ mình sẽ không đánh tròn ra sau nhá. Nhìn này. 3, 2, 1. 1. Đúng, đúng, đúng. 2. Chính xác. 3. Bài tập số 3 của chúng mình sẽ như sau này. Đó là chúng mình sẽ giúp chị này hai chân mở rộng bằng vai này. Chúng mình sẽ 3, 2, 1 nhấc hất hông lên này. Yêu cầu nhá, yêu cầu này, vai giữ nguyên này. Nhìn này, nhấc chân nào hất hông bên đấy này. Ép nó lên này, thấy không? 1 này. Không, nhấc hót chân lên giúp chị Minh Anh. 3, 2, 1, hai chân mở rộng bằng vai nhá. Vai cân bằng nhá, chống tay vào eo nhá, đấy là yêu cầu này. Và sau đó chúng mình sẽ làm từng bên một giúp chị, là làm bên trái trước này. Nhấc gót, đánh nhấc cả cái phần hông bên đấy lên. 3, 2, 1, 1. Chưa được, nhìn này. Hất nó lên này. Đúng rồi, em hãy tưởng tượng một cái quả bóng nó bay về phía em. Sao em đẩy nó ra, thấy không? Thì em tưởng tượng thì em sẽ dễ làm thôi. Đúng rồi nhá, rồi đổi bên này. Nhấc bật, nhấc bật. Đúng rồi. Rồi, 3. Không xoay mũi chân nhá, giữ nguyên, giữ nguyên. Đánh không lên. Đánh không lên này, không xoay mũi chân. Ép cái eo lại, đúng rồi. Xuống, xuống. Nhìn này, 4, xuống, 5, 6, 7, thả lỏng phần eo ra nào, 8, 9, 10. Thì cái phần thứ 3 của chúng mình sẽ là tạo dáng. Tạo dáng với trang phục bikini, với chị nó càng đơn giản, càng tôn lên được hình thể của em thì càng đẹp. Vì sao? Không nhất thiết là mình cứ phải uốn éo như thế này thì trông chị nó sao, nó có to nha, có nhìn thấy hình thể của chị nhưng mà trông chị sẽ bị thấp đi, thấy không? Nhìn so chị phải đứng với em trông kiểu người lùn, thấy không? Okay. Chị sẽ mong muốn tạo dáng đơn giản nhưng tôn hình thể, có thể là gì, những cái dáng rất cơ bản mà nếu mà chúng mình đã được học từ những bộ trang phục khác thì em đã đều biết. Chân trước chân sau này thì nó sẽ có gì, có eo, có hông, có chân, và thả lỏng vai, không gồng vai lên, hạ vai xuống. Đúng luôn, đây sẽ là một cái dáng mà rất là đơn giản nhưng mà khiến cho mình lên sân khấu nó vẫn rất là đẹp. Dáng 1 nhá. Rồi, dáng 2 thì chắc chắn là hệ thể, chắc chắn là em cũng biết rồi. Đánh không? Có thể là hông bên phải và hông bên trái. Nhớ là ép cái eo lên để và vai giữ cân bằng. Dùng cả cái phần tay ở cái phần vai của em nữa chứ không phải ngang này mà. Hơi bẻ vai về phía sau. Hơi bẻ vai về phía sau. Vai này về phía sau một xíu. Rồi đổi bên. Đổi bên, bẻ cái vai kia về phía sau, bên kia về phía sau một xíu. Đúng rồi, trông nó sẽ đẹp hơn. Dáng thứ 3 thì em có thể là đang đứng như này. Em nghiêng người đó chị. Nghiêng người này, nhìn này, nghiêng hẳn người đi này. Nghiêng hẳn người đi này, co gối lên này. Cái này thì bắt buộc phải bẻ người về phía sau một xíu này. Nhìn này, đang thẳng này đúng không? Thẳng này đúng không? Chị hơi bẻ về phía sau một xíu này. Rồi, một tay chị có thể vuốt tóc. Một tay chị đặt nhẹ ở đây. Đó, chị nhìn em sẽ thấy body mình rất là cong. Đừng đặt cao quá nhá, đặt ở đây. Bẻ vai ra này, bẻ vai ra này. Đó. Ok, đẹp. Rồi, dáng tiếp theo thì là dáng quay lưng. Bắt chéo chân, quay. Hất và hất này, hất này. Sau khi mà quay nhá, em đang ở đây đúng không? Em đang ở đây đúng không? Thì em muốn quay lên này, em bước thẳng lên này. Xoay này. Hất này. Chống tay vào eo này, nhìn này, chống tay vào eo này. Chống tay vào eo này. Đó thì mình cũng sẽ vừa khoe được cái body của mình, vừa thấy cái phần lưng của mình. Rồi dáng tiếp theo này. Bước này, thẳng này. Bắt chéo chân này. Bẻ người về phía dưới này. Ok.
thả lỏng ngón tay, không chỉ ngón tay. Còn cái ngón tay này, một là em có thể thả lỏng xuống, hai là em có thể đặt nhẹ lên đùi, ba là em có thể là vuốt nhẹ tóc, đặt nhẹ ở cái phần tóc này của em đều được nhá. Đó, cái này đẹp đấy, cái đấy em chỉ thấy rất là hợp với em ấy. Nhưng mà đừng tách ra này nó đẹp nhưng mà nó giống chụp ảnh. Em sẽ giúp chị thoải mái hơn cho chị vì lên sân khấu mà. Đó, đẹp lắm, rất là hợp luôn. Rồi xong. Chúng mình mặc bikini, một bộ bikini như này thì chúng mình sẽ có rất là nhiều những cái phụ kiện hỗ trợ. Có thể là cái mũ này, có thể là kính này, có thể là túi này, rất là nhiều. Nhưng với chị thì chị nghĩ là nếu mà tham gia cuộc thi thì chúng mình nên có những cái phần tà để chúng mình có thể là thể hiện được tất cả cái khả năng của chúng mình trên sân khấu. Đương nhiên là chỉ sử dụng tà khi mà ban tổ chức cho phép. Tất cả mọi người không dùng tà, mình dùng tà thì cũng hơi buồn cười đấy. Thì với phần tà ấy, thì với bộ trang phục của ngày hôm nay em mặc, nó có thể sử dụng là một cái tà nhỏ như này, một cái khăn nhỏ này để buộc ở dưới, hay là cái áo choàng, hay là cái tà vai. Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ học cái khăn nhỏ này trước nhá. Với khăn nhỏ này này, đầu tiên này thì chúng mình sẽ buộc ở phần eo và hông. Tại sao chị lại nói là hai phần eo và hông? Vì nếu mà em buộc hẳn hoàn toàn ở trên eo này này, nó sẽ giống một cái váy, nhưng mà nó sẽ không thấy cái hình thể của em đâu cả, nó che hết rồi. Nhưng nếu mà em buộc xuống hông thì tự nhiên em thấy không? Em nhìn đi, cái tỷ lệ hình thể của chị chia ra là hai phần bằng nhau, ở trên một phần, ở dưới một phần. Trông chân chị ngắn, siêu ngắn. Thì chị sẽ mong muốn là buộc chéo, là gì? Là một phần ở trên eo, một phần ở dưới hông. Đấy, vừa khoe được cái eo của chị, vừa cái hình thể của chị nó vừa chia rất là đẹp. Đó nhá, thì đấy là yêu cầu của chị. Bây giờ với cái tà này chúng mình sẽ buộc lên này. Chúng mình sẽ buộc chéo sang một bên hộ chị nhá. Và khi mà đã chéo như này này, em sẽ luôn thấy này, một bên ở một điểm nó sẽ chạm với nhau, một điểm nó sẽ chạm vào đúng cái phần hông này của mình, nó sẽ rất là đẹp này. Đó, và yêu cầu số 2 của buộc khăn này, đấy là thế khi mà mình buộc dài quá thì nó khiến cho mình không tôn chân lắm. Nhưng mình sẽ buộc vừa đủ khi để nó che cái phần quần ở trong đi. Vừa đủ che thì nó sẽ đẹp nhất. Rồi, ok. Bây giờ buộc cái khăn này á, thì chị sẽ xin phép hướng dẫn cái phần tạo dáng với khăn này nhá. Đầu tiên là chúng mình vẫn hoàn toàn khi mà buộc khăn chúng mình có thể tạo những cái dáng bình thường. Khoe chân, hãy tưởng tượng đây như là một cái váy thôi, mình vẫn tạo những dáng chắc chân như lúc nãy chị hướng dẫn em. Khoe chân, rồi khoe lưng. Đó, tất cả những cái dáng đó. Ngoài ra, nó sẽ khác gì với cả cái bikini không có tà. Đấy là chúng mình hoàn toàn có thể cởi nó ra. Cởi nhìn này, cởi. Và làm thế nào để khi vừa rồi mình buộc ấy, mình buộc một cái cách mà thật là gọn gàng, thì lúc cởi nó ra mình một cái mình cầm được luôn cả cái phần khăn này luôn. Rồi chúng mình ở những cái phần mà tạo dáng với khăn này nhá. 3, 2, 1 này. 1, hất một bên, hất bên kia trước này. Và đánh hông của chị từ bên phải đánh sang bên trái. Bên phải trước Minh Anh, đánh hông sang bên phải đi. Bên phải. Khi mà đánh sang bên trái thì chị sẽ hông và tay đi cùng một lúc này. Đó, một nhá. Hai dáng. Rồi tiếp này. Ba dáng. Có thể một tay chống eo, một tay chị để xuống thế này. Ba dáng. Rồi, ok. Tiếp này. Chị có thể là bốn dáng. Chếch chân. Cầm tà. Đánh hồng, bốn dáng tâm tà ở bên cạnh này cũng được, bốn dáng. Rồi tiếp cho chân về, năm dáng này, bước này, xoay này, tung tà ra này, năm dáng. Đúng rồi, sáu thì chị sẽ muốn là tung tà lên, chị sẽ muốn là chúng mình cầm lên này, chúng mình tung, xoay một vòng xong cầm hất xuống. Ok, và để mà khó hơn nhá thì chị sẽ muốn là em tung một tay và em bắt tay còn lại. Rất nhiều bạn là tung một tay và bắt cùng một tay. Có được không? Vẫn được, không hề sai. Nhưng tung một tay và bắt tay còn lại nhá, thử nhá. 3, 2, 1, tung, bắt, hất. Ok, đẹp rồi. Rất là đẹp luôn. Làm lại một lần nữa cho chị xem nha. 3, 2, 1,
táo táo luôn. Đẹp quá. Thì chúng mình sẽ có những cái tà nhây, nhưng đương nhiên là cái tà bikini thì nó sẽ thanh mảnh hơn, có thể nó sẽ vác cái phần chữ V đằng sau, nó sẽ hở cho em phần lưng ấy, và chúng mình sẽ chỉ có cái đạo cụ để cho chúng mình dễ tưởng tượng thôi. Thì với tay cầm tà, yêu cầu đầu tiên với tay cầm tà sẽ yêu cầu em dùng bằng ngón cái và ngón giữa cầm tà đó, hất lên này, thấy không? Chứ nó sẽ không phải là tóm, nó sẽ cầm tà bằng hai ngón tay rồi hất này. Với bikini sẽ có rất là nhiều kiểu diễn với tà nhé. Có thể này, một này, hất này, hai này, hất, đây là hất ngang nhá, hai này, hất ra sau với những khi mà bikini em đang trên sân khấu em bị mắc, hất ra sau này, để nó thoát những cái mắc này. Rồi ba này, vung này, đúng rồi, bốn này, xoay ngang mắt nhìn theo tay này, xoay ngang này, năm này, xoay lại này. Rồi ok, sẽ có 5 phần như thế nhá. Chúng mình sẽ làm lại từ 1 đến 5 nhá. Khi mà đang đi bình thường thì em sẽ giúp chị xoay 360 độ. Thì đang đi, em có thể nhá, với tà em có thể chống tay bình thường như này. Lúc nào muốn xoay thì cầm xuống tà này. Có 3 cách. 1 là chống tay, đi và cầm tà xong xoay. Đó, cách 1. Cách 2, chị sẽ nói qua để em hình dung và em chọn 1 trong 3 thôi. Cách 2 là tay mình đang thả lỏng bình thường thế này. Mình đánh bình thường, mình đi bình thường, mình cầm, mình xoay. Cách 3 đấy là khi mà em đi và cầm tà sẵn. Ở một số chương trình thì cái nhạc bikini nó rất là cháy, rất là bốc. Thì sao? Thì cái lúc đó em không muốn thả lỏng tay, không muốn chống tay, mà em muốn vừa đi vừa cầm. Vừa đi vừa cầm. Cách 3 là vừa đi vừa cầm, em sẽ xoay. Đó, thì đấy là một trong 3 cách nhá. Thì chị nghĩ là chị sẽ hướng dẫn em cái phần mà đơn giản nhất trước, xong sau đó thì khi mà tí nữa em diễn em sẽ tự chọn cho chị. Rồi 3, 2, 1, đấy là cái cách đơn giản nhất để chống tay rồi. Đang chống tay này. 3, 2, 1, bỏ tay xuống cầm tà. Chân trái bước lên một bước, đánh hông sang bên trái. Chân phải bước nghiêng, đằng sau quay. Rồi mắt nhìn vào gương, co chân trái của em lên, đi lên.